Ngày đầu yêu nhau anh hỏi em câu này, tiền tình sao em thì em nói em chung tình, tiền là hư vô xin lỗi em không cần. Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ sáu máu chảy về tim nha quý vị. Trời trong xanh gió mát, nắng vàng rực rỡ. Ngày 22 tháng 3 năm 2024, chúc quý vị một ngày thứ sáu an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Hôm nay chúng ta có hình như ba cái thông tin nó ở trong cái đất nước Mỹ này quý vị ơi. Ok, nội dung thứ nhất là vào ngày hôm qua cuối cùng thì Mỹ cũng đã điều động trực thăng chiến đấu rầm rộ di tản công dân ra khỏi cái nơi này. Chính quyền của chú Bảy đã hạ lệnh cho Bộ Quốc phòng điều hàng loạt trực thăng chiến đấu ồ ạt đi vào cái nơi dầu sôi lửa bỏng để di tản công dân Mỹ. Và nơi đó là nơi nào và tại sao phải di tản? Nội dung thứ hai liên quan tới người Việt ở Mỹ. Quý vị nghe kỹ nha. Tony thường hay chia sẻ với cộng đồng bà con, khi chúng ta đã qua được tới cái đất nước Mỹ này rồi thì nên lo làm ăn cho nó hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. Đừng có suy nghĩ cái cách làm giàu nhanh để rồi phải trả giá đắt. Ok, đây. Đã qua tới đất nước Mỹ này rồi mà còn hối lộ, còn gian lận, còn lừa đảo. Vào ngày hôm qua, thầy dạy lái xe người Việt ở trên cái đất nước Mỹ này. Thầy dạy lái xe là gì? Tức là người Việt Nam làm cái nghề dạy lái xe cho người Việt Nam đó quý vị. Đã bị phán 20 năm tù vì tội gian lận, lừa đảo và hối lộ. Hối lộ ai? Lừa đảo cái gì? Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Và hy vọng đây là một cái thông tin cho người Việt ở Mỹ một bài học ghi nhớ trong cuộc đời là đừng gian lận ở trên cái đất nước Mỹ này. Rồi, nội dung thứ ba liên quan tới cuối cùng thì vào ngày hôm qua, tiểu bang Texas cũng đã tìm ra cái lý do tại sao em vợ của ông Mitch McConnell, người này là tỷ phú người Trung Cộng ở trong cái tiểu bang Texas này, cuối cùng họ đã tìm ra lý do tại sao bà này đã chết. Tại sao bà ta chết? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ trong phần số 1 sau khi kết thúc. Mình sẽ vào phần số 2 cùng nhau bình luận, mổ xẻ, phân tích nha quý vị. Trước khi đi vào phần số 1, tôi này xin tổng chào 259 quý vị khán giả đang xem. Một cái bấm like và một cái bấm chia sẻ để bà con cùng nhau vào để nghe những cái thông tin liên quan tới cuộc sống nha quý vị. Rồi trước khi đi vào phần số 1, tôi này xin giới thiệu nhà tài trợ. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Jewelry, số điện thoại là 281-495-4345. Mọi chi tiết liên quan tới vàng, vòng, châu báu, hột sòn, đồng hồ Rolex xin quý vị alo anh Đức chủ tiệm vàng. Tony Lê xin nhắc lại, Tony Lê không phải là nhà kinh doanh hay là chủ tiệm vàng. Tony Lê chỉ giới thiệu nhà tài trợ nha quý vị. Đừng có email hay bình luận hỏi Tony Lê là hôm nay vàng bao nhiêu, đồng hồ Rolex bao nhiêu hay là hột sòn bao nhiêu, vân vân và vân vân. Tony Lê không có biết đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới cái chuyện vào ngày hôm qua, Mỹ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ lệnh cho Bộ Quốc phòng Mỹ ồ ạt điều trực thăng chiến đấu tới cái nơi này để di tản công dân. Đó là nơi nào? Đó là Haiti. Haiti nha quý vị, Haiti á, ok. Cái nước Haiti á, ok. Mỹ đã bắt đầu di tản công dân ra khỏi Haiti bằng trực thăng chiến đấu trong bối cảnh các cuộc giao tranh nổ ra rầm rộ ở cái khu vực, ở cái nơi Haiti này, ok. Thì trong suốt từ mấy tuần lễ vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo và đã xác nhận là hiện tại ở cái nơi này đang có những cái cuộc nổi dậy, nội chiến, quánh nhau rầm rộ. Cho nên vào ngày hôm qua, chính quyền của chú Bảy đã chính thức điều động trực thăng chiến đấu đến nơi này để di tản 1.600 công dân Mỹ ra khỏi cái khu vực dầu sôi lửa bỏng này. Trong suốt thời gian vừa qua thì quý vị biết rồi, dưới cái thời chính quyền chú Bảy thì đã nhiều lần di tản công dân rồi quý vị nhé, chứ không phải đây là lần đầu tiên đâu. Thành ra bà con nào mà có người thân ở cái khu vực Haiti này thì nên alo aléo người thân để biết đường mà cẩn thận của lửa nha quý vị. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai liên quan tới tỷ phú người Trung Cộng ở trong cái tiểu bang Texas này.
Và cái bà này là em vợ của ông Mitch McConnell. Ông Mitch McConnell là ai? Là thượng nghị sĩ, là lãnh đạo của đảng Cộng hòa ở Thượng viện. Và ông ta tuyên bố là sẽ từ chức cuối năm nay. Ok, đây. Ông Mitch McConnell có vợ là người Trung Cộng. Và bà này, tỷ phú này ở tiểu bang Texas là em vợ của ông ta. Ok, đây. Thì vào ngày hôm qua, tỷ phú Chao, 50 tuổi, đã qua đời. Tại vì sao? Lái chiếc xe Tesla và đâm xuống cái ao nước và chết chìm ở cái ao nước. Đó là những gì mà sở cảnh sát của tiểu bang Texas người ta đã tìm lý do, tìm nguyên nhân, và cuối cùng người ta đã xác nhận bà này đã tử vong vì chết chìm. Ok, tức là bà ta đãi một cái tiệc ở trong cái trang trại của bà ta. Và cái tiệc này nó tàn lúc 2 giờ sáng. Sau đó bà ta lên cái chiếc xe Tesla để lái về nhà riêng. Ok, bà ta ăn tiệc ở trong cái trang trại á, giống như cái nông trại đó quý vị, tức là ở một cái nơi mà nó gọi là cái farm á, cái farm. Ok, sau khi tiệc tàn, bà ta mới leo lên cái chiếc xe Tesla để bà ta lái về nhà riêng. Thì trong lúc bà ta leo lên xe thì bà ta đã có nồng độ cồn, ok, vượt cái mức mà tiểu bang Texas này cho phép, tức là bà ta xỉn rồi đó, nói nôm na là xỉn thì ok. Thì khi bà ta chạy ra khỏi cái nông trại, trên đường bà ta không chạy mà bà ta ủi xuống cái ao nước. Và khi bà ta ủi xuống ao nước thì bà ta mở cửa ra không được. Và bà ta bị dính cứng ngắc ở trong chiếc xe. Ok. Cuối cùng thì chiếc xe nó chìm. Và nó chìm xuống dưới mặt nước. Và bà ta cũng đã tắt thở luôn. Cuối cùng thì vào ngày hôm qua, khi mà đội cứu hộ đến hiện trường, họ đã đưa nạn nhân ra khỏi xe và lên bờ, thì bà Chao đã được xác định chết lúc 1:40 sáng. Ok, nôm na là như vậy. Văn phòng cảnh sát quận Blanco xác nhận bà Chao có nồng độ cồn trong máu là 0.233 gram/100 ml, gấp 3 lần giới hạn của tiểu bang Texas cho phép. Tức là nôm na bà này chính thức chết vì say rượu lái xe ủi xuống ao chết chìm. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Hồi nãy là liên quan tới người Trung Cộng đúng không? Bây giờ liên quan tới người Việt Nam ở Mỹ. Thì trong suốt thời gian Tony Lê làm YouTube, Tony đã từng chia sẻ, từng đưa ra những cái lời khuyên cho người Việt ở Mỹ rồi. Ok, nước Mỹ này nó rất là khôn và nó rất là thông minh và nó rất là giỏi nha quý vị. Quý vị đừng có suy nghĩ là qua tới cái đất nước của người ta rồi bắt đầu suy nghĩ những cái cách gian lận, lừa đảo, hối lộ gì đó để mà qua mặt đất nước Mỹ. Không có dễ ăn đâu quý vị. Không có dễ ăn đất nước Mỹ đâu. Không phải là nước Mỹ nó ngu đâu, ok, nhớ kỹ nha. Có nhiều trường hợp nó nuôi cho quý vị mặt rồi sau đó nó lấy một lần. Có nhiều trường hợp thì nó bắt ngay từ đầu, ok. Thành ra Tony Lê đã từng đưa ra những cái lời khuyên. Vượt nửa dòng trái đất qua được tới cái đất nước Mỹ này thì lo làm ăn cho nó chân chính. Lo làm từ lương thiện đi, ok. Chứ đừng có suy nghĩ tới cái chuyện làm giàu nhanh rồi lừa đảo đây. Vào ngày hôm qua tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, một thầy dạy lái xe người Việt Nam đã nhận tội ngày hôm qua. Ông ta bị tội gì? Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Ok. Ông ta đã bị tội âm mưu lừa gạt cơ quan DMV. Tức là như thế này. Ông ta lấy tiền của khách hàng, đút lót cho những người làm việc trong DMV, để những người khách hàng này không cần phải thi lái xe, vẫn có bằng lái. Không cần phải có mặt ở cái nơi thi, cũng có bằng lái. Tức là mình gọi nôm na là mua bằng lái. Ok. Ông ta đứng chính giữa để mà lấy tiền của người khách hàng và dân dân với cái người bên trong. Rốt cuộc là cái người khách hàng không cần phải có mặt cái nơi thi luôn, vẫn có bằng lái. Nhiều khi không biết lái xe luôn, vẫn có bằng lái. Cuối cùng thì ông Ngân Đinh, 48 tuổi, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo với một cái cương vị là viên chức cam đoan cái lòng trung thực qua đường bưu điện theo văn phòng của ông George Levi, quyền biện lý Hoa Kỳ của quận Massachusetts vào ngày hôm qua. Quý vị thấy chưa? Thấy rõ ràng chưa? Rốt cuộc rồi sao? Làm cái gì mà nó không có chân chính, lừa đảo hay gian lận gì trên cái đất nước Mỹ này không có cơ hội để xài đô la đâu quý vị ơi, quý vị à. Hy vọng đây là một cái thông tin cảnh tỉnh bà con người Việt ở Mỹ, là đừng bao giờ suy nghĩ nước Mỹ dễ ăn,
Đừng bao giờ suy nghĩ nước Mỹ dễ bị quý vị lừa gạt. Đừng bao giờ suy nghĩ nước Mỹ nó ngu. Trời ơi, nó khôn thấy bà. Nó number one trên cái quả địa cầu này mà quý vị suy nghĩ coi làm sao nhỏ nhoi như quý vị mà lừa gạt được chính phủ Mỹ. Nhớ nhé. Đừng có suy nghĩ là nước Mỹ này nó nhắm con mắt lại để cho quý vị lừa gạt đô la của nó. Không có đâu quý vị. Nó nuôi quý vị từ từ rồi nó lấy một lần một, từ trên xuống dưới không còn cái quần xà lõn để mặc. Tony Lê thấy rất là nhiều trường hợp gian lận của người Việt ở trên cái đất nước Mỹ này, cuối cùng sao trắng tay, còn bị ở trong tù nữa chứ không phải được ở ngoài nữa nha quý vị. Đã trắng tay rồi mà còn bị ở trong tù nữa, cuộc đời phải trả giá trong tù chứ không phải là ở ngoài đâu quý vị nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần số 2 cùng nhau bình luận mổ xẻ phân tích. Alo, 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 anh Bung Lu, hello, anh Nhí Minh, hello, anh Phong Lê nhé, good morning Hoàng Hương Hoài Nhân, hello, chị Lê Thị Hoài Nhung, cho tôi này xin tổng chào 751 quý vị khán giả đang xem. Một cái bấm like để chúng ta có động lực và tinh thần sáng ngày thứ 6 nhé. Hello, anh Văn Tâm Lê, good morning chị Nga Quỳnh, hello, anh Phạm Tuấn, good morning anh chị Lanh Nguyễn nha, dạ, hello, Nguyễn Phương gì đây, Nguyễn Phương Hằng, hello, chị Úc Mén. Bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Dạ cảm ơn anh Bùi Trung. Hello anh Sunny Phạm. Dạ hello anh Mạnh Nguyễn. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái chủ đề thứ nhất nha quý vị, liên quan tới cái chuyện của đất nước Mỹ chúng ta. Ok. Thì hiện tại bây giờ theo như một cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày hôm qua buổi chiều tại Washington DC xác nhận là chính quyền của chú Bảy đang bắt đầu di tản ít nhất 1.600 công dân bằng trực thăng ra khỏi cái khu vực Haiti. Tại vì bây giờ rất là nhiều người công dân ở bên đó, người ta đang cần sự giúp đỡ, người ta đang yêu cầu sự giúp đỡ, người ta đang cầu cứu chính quyền chú Bảy. Tại vì tình hình bạo lực tiếp diễn ở cái thủ đô quốc gia, cái vùng Caribbean này nó ghê gớm quá. Ok. Tức là trong suốt mấy tháng vừa qua ở cái nơi này nó có những cái cuộc nội chiến bạo loạn hay cái gì đó quý vị nha. Rồi luôn sụp bu hết, có rất là nhiều công dân Mỹ ở cái nơi này làm việc hay là du lịch hay là làm ăn hay là cái gì đó. Rồi bây giờ đùng một cái không biết đường đó mà chạy, thành ra phải cầu cứu chính quyền chú Bảy. Thì trong suốt thời gian vừa qua thì chú Bảy cũng chưa có để ý tới cái chuyện này. Nhưng mà vào ngày hôm qua thì cuối cùng chính quyền của chú Bảy cũng hạ lệnh cho Bộ Quốc phòng Mỹ điều trực thăng chiến đấu xâm nhập vào cái nơi này để di tản công dân giống như chạy giặc vậy đó quý vị. Giống như cái thời chiến tranh ngày xưa vậy đó. Đem trực thăng vô, hạ cánh xuống, cho người ta leo lên, bắt đầu cất cánh lên, bay ra khỏi cái khu vực đó. Y hệt như là đang chiến tranh, đang chạy giặc vậy đó quý vị nha. Người Việt Nam mình không biết là có ở Haiti hay không. I don't know, Việt Nam thì có everywhere vòng quanh cái quả địa cầu này. Iraq cũng có, Iran cũng có, Ukraine cũng có, Châu Phi cũng có. Thành ra không biết có ở Haiti này hay không. Nếu bà con nào mà có người thân ở Haiti thì alo người thân để cảnh báo, để mà chú ý cẩn thận của lửa nha. Alo chị Trinh Lê nha, good morning chị Kim Hoàng, hello anh chị Liêu Nguyễn, đừng nghĩ nước Mỹ nó giống Mỹ Tho. Dạ đúng rồi, chính xác. Dạ trong suốt thời gian vừa qua Tony thường hay chia sẻ những cái điều hay, điều tốt cho bà con và cảnh báo bà con là đừng có suy nghĩ đô la trong cái đất nước Mỹ này dễ lấy, dễ ăn của nó lắm, dễ gạt nó lắm. Quý vị đừng nghe những cái YouTuber tào lao mới lao là qua Mỹ đi sướng lắm. Ngồi không, chính phủ Mỹ nó nuôi. Ngồi không, chính phủ Mỹ nó cho tiền ăn ngập mạc, không cần phải đi làm. Thất nghiệp Mỹ nó nuôi suốt đời. Trời ơi, mấy cái YouTuber đó người ta chẳng hiểu. Người ta không biết lực lệ trên cái đất nước Mỹ. Người ta còn hôi mùi phèn, người ta mới qua Mỹ. Trình độ thì chẳng có bao nhiêu, công ăn việc làm thì ngày được 100-200 đồng bạc. Người ta lên, người ta la làng la xóm để kiếm cơm, ok. Thành ra quý vị nghe một cái YouTuber nào, quý vị phải suy nghĩ và phải nhìn lại coi người đó là ai, trình độ ra sao, công ăn việc làm là gì, vân vân và vân vân. Nước Mỹ này nó không có rảnh rỗi đâu mà nó nuôi quý vị. Nó không có rảnh rỗi đâu mà nó cho quý vị ở nhà thất nghiệp rồi nó nuôi, nó cho tiền quý vị mỗi tháng. Không có đâu. Trời ơi, không có đâu, đừng có nghe lời. Thành ra có nhiều người bị những cái đó, nghe những cái đó, suy nghĩ nước Mỹ này dễ gạt, dễ lấy đô la, thành ra bắt đầu âm mưu lên kế hoạch để gạt đất nước Mỹ để lấy đô la. Rốt cuộc sao? Dính cháu, dính trưởng, bị ở tù. Đó, thấy chưa? Tony Lê là nói thẳng, nói thật, nước Mỹ này nó khôn lắm. Nó khôn lắm, thành ra nó đứng number one trên cái quả địa cầu. Ok. Không ai mà gạt nó được đâu. Không ai mà lấy đô la của nó được đâu.
Nó không lấy đô la của mình thôi, chứ mình không có lấy đô la của nó được đâu quý vị nhé. Đừng có suy nghĩ cách làm giàu nhanh rồi đi lừa gạt chính phủ, rồi làm những cái chuyện bất chính, tức là không lương thiện đó. Rốt cuộc sao? Chẳng có cơ hội xài đô la, phải ở trong tù, thấy chưa? Rất là nhiều trường hợp, mà chứ không phải đây là trường hợp đầu tiên đâu quý vị. Rất là nhiều trường hợp rồi. Cái gì đây anh Trương Văn Điệu? Good morning anh Trương Văn Điệu. Hello chị Kim Hoàng đã like số 155. Hello chị Hương Quỳnh nha. Tôi định đi dạy lái xe cho cô hàng xóm, nghe tin gian lận tôi teo bu ri luôn. Thì bây giờ anh dạy lái xe thì anh dạy lái xe chân chính đi, bình thường đi, anh đừng có gian lận thì ok. Anh được quyền dạy lái xe, nhưng mà anh dạy theo cái cách chân chính, đúng theo luật pháp, đúng theo hiến pháp của đất nước Mỹ. Tức là anh làm nghề dạy lái xe là ok, không phải là một cái chuyện gì nó gọi là xấu xa hay là tội lỗi, nhưng mà anh phải làm đúng theo cái luật lệ, tức là anh dạy học trò, đúng không? Rồi sau đó anh phải chở đem học trò anh đi thi đàng hoàng, đi vô DMV, thi bằng viết, rồi thi bằng lái, vân vân và vân vân. Thì cái chuyện đó nó bình thường, nó chẳng có cái gì để nói. Cái đó là đúng theo cái luật pháp và hiến pháp. Cái này quý vị đừng có hiểu lầm nha. Tức là nghề dạy lái xe là một nghề đàng hoàng trên cái đất nước Mỹ, nhưng mà có nhiều người không chịu làm đúng theo cái luật pháp mà làm sai luật pháp. Ok, nhớ kỹ nha, quý vị đừng có hiểu lầm nha. Nghề dạy lái xe là nghề đàng hoàng trên cái đất nước Mỹ, nhưng mà quý vị phải đem học trò của quý vị, học sinh của quý vị đi vào DMV, thi bằng viết, bằng lái, bằng gì đó, thi đúng theo cái luật pháp, thi khi nào đậu thôi, chứ đừng có móc tiền ra đưa cho người ta vài trăm đô la cái lấy cái bằng lái về, tức là không thi, không có mặt luôn. Thấy chưa, nó sai lực, cái vậy là sai lực, đúng không? Rồi rốt cuộc không biết cái người này có biết lái hay không, cái leo lên xe lái ra đường cái gây nguy hiểm cho người khác, gây tùm lum tào lao ở ngoài đường đó, ví dụ đó, cái đó là sai lực. Chứ còn cái nghề giả lái xe là nghề đàng hoàng, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ trên cái đất nước Mỹ này. Quý vị đừng có hiểu lầm cái thông tin này nhé, nhớ nha. Cái gì đây? Tony nói đúng. Cảm ơn anh Bung Lô. Hello anh Chí Nguyễn nha. Ai mà lười biếng thì không thích hợp sống ở Mỹ. Dạ đúng rồi anh Chí Nguyễn nha. Hello chị Tho Nguyễn. Bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông lại nhiều. Dạ đúng rồi, chính xác 100%. Hôm nay Tony mặc áo đẹp. Cảm ơn chị Hương Lê nha. Dạ. Hello chị Trúc Trần. Hello anh Bung Sà Rông đã vào rồi quý vị ơi. Dạ em, nhà nghèo lái xe thì cần chân thật hay là chân gì vậy Tony? Dạ nếu mà mình dạy em nhà nghèo thì mình cần cả hai chân anh ơi. Em nhà nghèo này có bộ ấy lắm, mình cần, mình phải đặc biệt anh, mình cần hết tất cả những cái chân gì mình có. Em mà dạy lái xe cho em nhà nghèo là em dùng hết tất cả khả năng của em, những cái gì trong cơ thể em có, 2-3 cái chân gì em đem ra em sử dụng hết, 3-4 cái, 2-3 cái gì em đem ra em sử dụng hết. Em nhà nghèo là phải đặc biệt thôi anh, trời ơi gì chứ, mình làm cho em nhà nghèo là mình phải làm đặc biệt anh nha. Em có bao nhiêu cái chân em đem ra em sử dụng hết đây. Alo, alo. Good morning anh Văn Tâm Lê nha. Hôm nay anh đẹp trai thật. Hello anh Bùi Trung nha, nãy giờ anh trốn đâu vậy anh? Sáng giờ mới nghe anh khen được câu đó, 18 phút rồi anh mới khen đó. Ông thầy dạy lái xe của tôi cứ chỉ tôi chạy tới Hotel California không à. Ủa kỳ vậy, tự nhiên cái ông thầy dạy lái xe của chị kêu chị chạy tới Hotel California để làm gì? Chạy ngoài đường không chạy, chạy tới Hotel California để làm gì vậy chị? Trời ơi, ông thầy này có bộ không ổn nha, chị phải suy nghĩ lại nha. Chị chọn sai thầy rồi đó. Rất là nhiều thầy mà chị chọn nhầm cái ông thầy kêu chị chạy tới Hotel California. Cái thời buổi này còn Hotel California không vậy? Hotel California cách đây 30-40 năm rồi mà. Đúng không? Cái gì vậy? Hello chị Hương Quỳnh nha. Good morning anh Khánh. Trong nhà tôi cũng có VN nữa. VN là cái gì vậy ông? VN là cái gì vậy? VN là cái gì vậy? Cái gì nghe nói Tony trúng mê gà hả? Đâu có đâu anh. Em trúng mê gà giờ này em đang ở nước Việt Nam mà, chứ em đâu có ngồi đây làm chi anh. Lý do tại sao? Không phải về hưởng thụ đâu bà con nhé. Đừng có hiểu lầm ý Tony Lê. Nếu mà Tony Lê trúng mê gà bao nhiêu triệu? 900 triệu thì giờ này Tony Lê đang ở nước Việt Nam rồi anh. Chứ Tony Lê đâu có ngồi đây làm gì. Không phải về bển hưởng thụ mà là về bển giúp đỡ bà con nghèo khó. Không, cái nào nói thật.
Tại vì mình trúng số mình phải làm từ thiện, mình phải đi giúp đời giúp người, chứ trúng số mà mình lên rừng mình sống á, mình không có cái mạng đâu mà xài đô la nha quý vị, nhớ kỹ nha. Không có sống dai để xài đô la đâu. Khi mà ông trời cho chúng ta may mắn, chúng ta phải biết đem cái may mắn đó chia sẻ lại với những người khó khăn. Để làm gì? Để mình tạo cái phước, cái đức, để mà mình còn sống dai để xài đô la. Ok. Nếu mà Tony Lê trúng 900 triệu, giờ này Tony Lê đang ở nước Việt Nam giúp đỡ bà con rầm rộ rồi, chứ đâu có ngồi đây làm gì. Không cái nào nói thật á, chứ không phải về bến hưởng thụ, mà là về bến giúp đỡ bà con. Dạ. Alo, chị Nu Trần nha. Good morning chị Nu Trần. Thầy nói tới hotel để nghỉ ngơi rồi tập lái tiếp. Chết cha, gây cấn quá cái ông thầy này. Sao ổng ấy quá vậy trời. Chưa gì mà ổng biểu nữ học trò chạy tới hotel California. Mà bây giờ cái thời nay còn hotel California không vậy? Hay là nó qua cái hotel khác rồi? I don't know. Hello chị Julie Trần, chào Tony đẹp trai, chúc ngày mới tốt lành. Dạ cảm ơn. Ok, những ai mà đang sở hữu cổ phiếu Tesla, Tony Lê xin thông báo một cái tin tào lao, mía lao tin buồn cho Tesla nữa nhé. Nghe kỹ nhé, hai chấm xuống hàng gạch đầu dòng. Vào sáng hôm nay, chi nhánh của Tesla ở Trung Cộng mới vừa loan một cái thông báo sản xuất không đủ và bán không đủ, cho nên cổ phiếu Tesla nó rớt như mưa. Ok. Nó nôm na là trong 4 năm tháng vừa qua, ngày nào cũng có tin xấu cho cổ phiếu Tesla, ngày nào cũng có tin xấu cho các ông Elon Musk, cho nên cổ phiếu nó rớt như mưa. Ok. Hiện tại bây giờ ông Elon Musk không còn là người giàu nhất cái quả địa cầu này nữa. Ông ta đang đứng hàng thứ 3 và chuẩn bị bước sang hàng thứ 4. Tức là ông chủ Facebook chuẩn bị qua mặt ông Elon Musk. Đây, ông chủ LV number 1, ông chủ Amazon number 2. Và hiện tại bây giờ at this moment là ông Elon Musk number 3. Nhưng chỉ còn vài tỷ nữa thôi, vài tỷ đô la nữa thôi, thì ông Facebook sẽ vượt qua mặt ông Elon Musk trở thành number 3. Và ông Elon Musk sẽ trở thành number 4. Tại vì trong mấy tháng vừa qua cổ phiếu Tesla nó rớt như mưa. Một mình ông Elon Musk thôi mà thua 50 tỷ đô la cổ phiếu Tesla trong mấy tháng vừa qua. Cứ hễ sáng mở con mắt ra là nó có cái thông tin xấu cho Tesla. Nó giống như hôm nay, chi nhánh của Tesla ở Trung Cộng sản xuất không đủ, bán xe không được, vân vân và vân vân. Rồi nó cắt giảm, rồi nó tùm lum tào lao mới lao. Bây giờ nó rớt như mưa. Thành ra bà con nào đang giữ cổ phiếu Tesla giống như Tony Lê thì phải ngậm đắng nuốt sôi để chờ nhé. Ai đồng nộ chờ hay là làm cái gì đó tùy ý quý vị thôi. Tony Lê cũng không biết đường đâu rời cái thằng khùng Tesla này nữa. Alo chị Hà Đen nhé. Good morning chị Quyên Nguyễn. Tới hotel để thầy chuyển sang dạy lái máy bay. Trời ơi, ông thầy này ông đang ngồi trong xe, ông giả lái xe, giờ ông biểu nữ học trò chạy tới hotel California để chuyển sang học lái, lấy bằng lái máy bay. Là sao tôi không hiểu gì hết trời. Là sao vậy? Tony đẹp trai, có trái tim nhân hậu, biết thương người và giúp đỡ. Dạ cảm ơn anh chị Phương Thái nha. Dạ. DCA tiếp thì biết sao giờ thôi. Giờ hết tiền DCA rồi thôi, nằm im bất động chờ. Chờ thôi. Good morning anh Quân Nhân nha. Em Tony Lê number gì? Dạ em thì em không có số máy gì anh. Em người bình thường anh ơi. Hello anh Ricky Hoàng. Good morning anh Ricky Hoàng nha. Hello everybody. Hello gì đây? Em single USA gì đây nè. Mega 1 tỷ rồi Tony ơi. Dạ cảm ơn chị Trinh Lê. Để chút xíu nữa em ra mua 100 bạc thôi. Hôm nay có sổ Mega không vậy? Tối nay có sổ Mega không? Hồi nãy Tony Lê ra mua 100 đô la coi tình hình nó như thế nào, hên xui ma rủi. Mình giao cái mạng mình giao cái may mắn mình cho ông trời. Chút xíu nó 1 tỷ rồi đúng không? Ok, chút xíu nó Tony Lê ra mua 100 đô la. Hy vọng 100 đô la này sẽ giúp được hàng ngàn, hàng chục ngàn bà con ở nước Việt Nam. Hy vọng là như vậy. Rồi 1, 2, 3 bấm một cái like quý vị ơi. Ngày may mắn nha. Cảm ơn chị Noel. Good morning chị Noel nha. Sáng nay không đi làm hả Tony Lê? Anh Hồ Nguyễn ơi, Tony Lê thì không cần phải đi làm việc anh ơi. Dạ,
Tony Lê thì không cần phải đi làm việc. Tony Lê đi ra đi vô, ở nhà là đang làm việc đó anh dạ. Tony Lê không cần phải tới hãng xưởng hay là tiệm tùng hay là công ty gì để làm việc anh nhé. Dạ Tony Lê là làm nghề tự do anh dạ. Chắc anh mới vào kênh em này, anh không biết em là ai. Tony Lê không có làm cho ai hết. Tony Lê là làm nghề tự do, làm trên cái điện thoại anh. That's it. Ngày 24 tiếng hồ làm việc trên cái điện thoại và tiền nó đi làm việc cho Tony Lê dạ. Chứ Tony Lê không làm việc cho ai cả dạ. Cái gì đây à, Tony Lê nói chuyện dễ thương quá, chị thích nghe. Cảm ơn chị Huệ Nguyễn. Hello Hoàng Phan. Elon Musk đứng qua một bên để nhường chỗ cho Tony Lê đó. Trời ơi, được vậy cũng đỡ anh Chí Nguyệt. Tôi mà giàu giống như Elon Musk vậy đỡ biết mấy. Trời ơi, thiệt đó chứ à, anh Tony mua Mỹ gì vậy? Mua gà Mỹ hả? Là thôi, mua gà Mỹ chi anh? Tự nhiên giờ này em biểu anh biểu em đi mua con gà Mỹ về để làm gì? À, sáng nay thị trường đỏ rực rỡ. Dạ, đúng rồi anh. À, nó đỏ hồi lúc 6 giờ sáng là 6 giờ sáng á là em đã ngồi uống cà phê, nhìn vô thấy nó đỏ rực rỡ, thua 20 mấy ngàn đồng bạc. 6 giờ sáng á. Còn bây giờ không biết thua bao nhiêu. Hồi nãy em nhìn vô 6 giờ sáng là em thua 22 ngàn. Hiện tại bây giờ không biết thua bao nhiêu. Thằng Tết là nó rớt 3-4% gì đó à. Hello chị Hoa Nguyễn. Good morning anh Thông Nguyễn. Tony Lê mặc áo boss đẹp quá à. Cảm ơn anh Thông Nguyễn nha. Dạ Tony Lê là tín đồ của hiệu boss anh nha. Dạ tín đồ của hiệu boss. Dạ VIP của hiệu boss. Cái gì mà mới ra là hiệu boss nó đưa cho Tony Lê mặc ngay lập tức. Dạ Tony Lê là VIP của hiệu boss. Dạ à, good morning anh Phương Thái à, Tony là người của công chúng à, cảm ơn anh Quân Nhân. DCA à, DCA hả? Thôi hết tiền rồi chị ơi. Em không DCA nữa đâu chị ơi à, nửa triệu đô la đồng bạc. Cái thằng cổ phiếu Tesla rồi DCA gì nổi nữa. Hello, chị Seo Linh Vũ đã đến từ nước Pháp rồi. Bây giờ mình giới thiệu nhà tài trợ nha quý vị. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Jewelry, số đội là 281-495-4345. Mọi chi tiết xin quý vị alo Đức chủ tiệm vàng. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại một chút xíu cái chuyện của cái thông tin người Việt như này quý vị nhé. Thì cũng giống như Tony đã từng chia sẻ với quý vị, khi chúng ta còn sống trong cái cuộc đời này thì dĩ nhiên cái chỗ nào nó cũng có người tốt và người xấu. Chỗ nào nó cũng có người giàu và người nghèo. Chỗ nào nó cũng có người lương thiện và người ác. Thành ra quý vị thấy đó, mình đừng bao giờ mình quơ đũa cả nắm là mày ở bên đó, mày nghèo hơn tao, mày ác hơn tao, hay là mày xấu hơn tao, hay cái gì gì đó. No, no, no. Tất cả chúng ta ở trong cái cõi đời này, bất kể quý vị ở cái vị trí nào, cũng đều có người tốt và người xấu, cũng có người ác và người gian lận. Ví dụ như thế này à, thấy chưa? Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Chứ đừng có mà nói một bên là thiên đàng và một bên là địa ngục. Ok. Không có cái chỗ nào là thiên đàng trong cái cõi đời này. Trừ ra quý vị tắt thở, nhiều khi quý vị còn bị xuống địa ngục nữa. Chứ chưa chắc là quý vị tắt thở mà quý vị lên thiên đàng đâu nhé. Nhớ nha. Thành ra trong cái cõi đời này, trên cái quả địa cầu, cái bản đồ, không có cái đất nước nào nó gọi là thiên đàng hết quý vị. Nhớ kỹ nha. Đừng có nghe người ta tẩy não quý vị nói là à đây là thiên đàng nè, cái chỗ này là thiên đàng nè. Không có đâu quý vị. Chỗ nào quý vị cũng phải đi làm vất vả gian nan mới có đồng đô la, mới có đồng tiền để mua đồ ăn, để ăn và để trả bill. Không có chỗ nào ngồi không mà tiền nó rớt vô tay mình đâu. Nhớ nha, nhớ nha. Và chỗ nào cũng có người xấu và người tốt. Chứ đừng mình đừng quơ đũa cả nắm. Mình đừng quơ đũa cả nắm là chỗ này là người tốt không à, chỗ kia là người xấu kìa. Nhớ nha quý vị à. Cái gì đây? Hôm nay anh đẹp trai thế à. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Lệ Hoa. Hello chị Ly Xà Vông à, tôi là tín đồ của em nhà nghèo. À anh là tín đồ của em nhà nghèo hả? Vậy là anh sung sướng ngày 24 tiếng hồ. Anh tín đồ của em nhà nghèo là anh sung sướng 24 tiếng hồ ngày. Alo chị Ngọc Trinh đã vào rồi. Ông Bung Sà Rông ơi, anh Bùa Trung ơi,
Cuối cùng thì Ngọc Trinh đã xuất hiện rồi đây. Mấy bữa nay Ngọc Trinh bán hàng ế sao không vô. Hôm nay chắc bán đắt nè, nghỉ sớm nè, xuống live sớm vô sớm nè. Alo chị Ngọc Trinh nha. Good morning chị Ngọc Trinh. Hello chị Nguyệt Phạm. Cái gì good morning Tony. Đang lái xe mà test cho Tony nè. Tony number one boss modeling. Dạ cảm ơn chị Nguyệt Phạm. Anh Tony mặc áo đẹp lắm, anh mua bao nhiêu một cái vậy? Dạ anh Lợi Trần thì thông thường cái áo hiệu boss anh là $130 một cái, chưa tính thuế anh nha. 128 đô mấy chục sen đó, thì mình tính cho 130 đi cho nó dễ. Tony Lê là làm chẳng không à, thì nó tầm khoảng $130 một cái chưa tính thuế. Thuế luôn đó thì tầm khoảng 140 mấy đồng bạc một cái đó. Dạ đa số mỗi một cái áo hiệu boss là 140 mấy $50 một cái đó anh. Dạ. Ở Cali không có tiền Tony ơi. Cảm ơn anh Phương Thái. Bùi Chung chỉ thích đàn ông thôi Tony. Dạ cảm ơn anh. Hello anh Minh Lý, tôi yêu Ngọc Trinh bất chấp. Sao Ngọc nào xuất hiện ông cũng đòi yêu chân vậy, rồi rốt cuộc Ngọc nào để dành cho Tony Lê? Trời ơi, Ngọc nào xuất hiện ông cũng đòi yêu hết, rồi rốt cuộc tôi yêu Ngọc nào? Tony Lê yêu Ngọc nào? Ông không có để dành một cái Ngọc nào cho tôi hết chứ vậy. À ông bung xà rong này ông chơi vậy đó. Ông siêu huynh rồi, ông ăn hiếp siêu đệ quá. Hello anh Chí Lý nha. Good morning anh Chí Lý. Trời ơi, anh chơi như vậy anh chơi với ai? Ngọc nào xuất hiện ông cũng đòi đớp hết, rồi rốt cuộc Ngọc nào để cho tôi đớp? Rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Cái gì đây? Hello anh Khoe Võ nha. Tony Lê bấm like 265. Cảm ơn anh Khoe Võ. Ở Cali không có tiền Tony Lê ơi. Dạ cảm ơn anh Phương Thái đã chia sẻ. Thì bây giờ không riêng gì một mình anh đâu, mà có rất nhiều bà con cũng bình luận trong channel của Tony Lê, nói là bây giờ Cali cũng khó sống, khó làm ăn lắm. Tình hình thì vật giá nó leo thang, rồi nhà cửa mắc mỏ, thuế má nó cao. Lương á, trung bình nó tăng nhưng thật sự thì nó chẳng đủ nhét kẻ răng. Tại vì Tony có chia sẻ cách đây vài ngày, quý vị nghe lương trung bình ở California nó lên 20-25 đô la, quý vị nghe sung sướng tê tái đúng không? Nhưng thật sự thì nó chẳng đủ nhét kẻ răng nha quý vị. Tại vì sao? Vật giá nó cao quá, lương nó tăng cũng chẳng có đủ để xài. Đó, thấy chưa? Nhớ nha. Ông Bảy ông la làng lên là tăng lương trung bình cho California lên 20-25 đô la giờ, nhưng thật sự thì nó cũng chẳng đủ nhét kẻ răng. Tại vì khi mà lương trung bình nó tăng mà tất cả mọi thứ chung quanh nó tăng thì cũng như không vậy thôi. Đừng có tăng lương để vật giá nó hạ đi, nó rẻ đi, đúng không? Rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Tự nhiên bây giờ nè, tăng lương người ta lên 25 đô, ok, mà ví dụ nha, mình đang nói ví dụ nha, 25 đô một giờ mà chai nước mắm ngày xưa có 3 đồng, mà bây giờ nó tăng lên 10 đồng bạc chai một chai nước mắm. Thấy chưa? Vậy cũng như không, làm 2 tiếng hồ mua được 2 chai nước mắm vậy thôi. Nhưng mà ví dụ ngày xưa lương 15 đồng chai nước mắm 3 đồng thì quý vị lấy 15 mà chia cho 3 đi, quý vị mua được 5 chai nước mắm. Rõ ràng không? Chính xác chưa? Mình tính cái củ trương nhảm thôi cũng hơn ông Bảy rồi. Ông dụ người ta, ông tăng lương rầm rộ lên, nhưng mà tại vì ông muốn che mắt thiên hạ là tại vì vật giá nó tăng, thuế má nó tăng, xăng dầu nó tăng, ok. Chứ nếu mà bình thường ngày xưa người ta làm 15 đô la thôi, người ta sống phè phè là tại vì vật giá nó rẻ, tiền lãi suất nó rẻ, thuế má nó rẻ, nhà nó rẻ. Còn bây giờ lên 25 đô nghe sen và chảnh lắm, thật sự chẳng đủ nhét kẻ răng. Chẳng đủ nhét kẻ răng, lãnh chét ra 700-800 đô la, xài được 1 ngày 2 ngày chấm hết xong. Cái gì đây? Đừng nghe những gì chú Bảy nói, hãy nhìn những gì chú Bảy làm. Ông Buôn Sà Rông hôm nay ổng làm thơ hay dữ vậy trời. Cái gì đây? Alo chị Hà Đen nha. Good morning chị Hà Đen. Có tin gì về ông Bảy không Bảy? Ngày hôm qua chị Lệ qua, ngày hôm qua em có chia sẻ là hiện tại bây giờ theo cuộc khảo sát thì chú Bảy đang vượt qua mặt Tổng thống Trump đó chị. Cách đây mấy ngày người ta làm một cái cuộc khảo sát đó, cho đến hiện tại bây giờ thì ông Bảy ổng đang vượt qua mặt Tổng thống Trump. Dạ lương tăng thì thuế tăng cũng vậy thôi. Dạ đúng rồi chị Nga Quỳnh. Đó đó đó, nãy giờ cái ý em muốn nói là y hệt như chị đang nói, tức là
lương nó tăng mà thuế nó tăng, vật giá nó tăng thì cũng như không. Thôi bây giờ tôi không chọn tăng lương, tôi chọn mọi thứ nó rẻ, nó sướng hơn, nó dư giả hơn. Quý vị chọn đi. Tony Lê chẳng thà không tăng lương, mà Tony Lê chọn mọi thứ nó rẻ, tất cả mọi thứ xung quanh mình nó rẻ, mình dư hơn, mình nhiều tiền hơn. Vậy đó. Cái gì đây? À, chú Bảy lúc này khỏe không vậy Tony? Dạ em cũng đâu có biết đâu chị, thì em cũng thấy ổng cũng xuất hiện rầm rộ đó chị. Bây giờ thì Tòa Bạch Ốc mới làm cho ổng một cái đôi giày đặc biệt, tại vì kỳ này không có dịch cho nên chú Bảy phải đi ra ngoài vận động tranh cử. Chú Bảy không có ngồi trong cái phòng ở dưới hầm ở trong Tòa Bạch Ốc để mà vận động tranh cử bằng cái điện thoại nữa, ok? Tức là online nữa. Kỳ này không có dịch vợt cho nên chú Bảy không được vận động tranh cử online giống như 2020, mà là kỳ này chú Bảy phải đi ra bên ngoài, đi tới vị trí nào đó để vận động tranh cử. Và chú Bảy, cái chân chú Bảy bị yếu, bị nó gọi là bị gì, mất cảm giác, cho nên chú Bảy hay bị té. Thì cách đây 2 ngày Tony Lê mới rò rỉ được một cái thông tin là Tòa Bạch Ốc trợ lý cố vấn của chú Bảy làm cho chú Bảy một đôi giày đặc biệt. Cái giày đặc biệt này nó giống như đôi giày thể thao để chú Bảy mang vô để đi vận động tranh cử, để đừng bị té, để cho chú Bảy thoải mái mang vô để đi đứng cho nó đừng bị té. Chú Bảy có đôi giày đặc biệt để đi vận động tranh cử. Tony quên la làng với quý vị, bây giờ nhắc lại Tony lên mới nhớ. Dạ, đôi giày đặc biệt dành riêng cho chú Bảy để mang đi vận động tranh cử. Dạ. Alo Minh Nguyễn nha. Quá hay, mỗi ngày cảm ơn anh Minh Nguyễn. Tony yêu Ngọc Dương nhé. Ngọc Dương là cái gì vậy chị? Chị Nguyễn Ngọc Xuân. Hello chị Thảo Đăng nha. Hello anh Tony, hôm nay thích là nó xuống quá, có mua vào không? Dạ chị Vincent ơi, nếu mà chị còn khả năng để chơi, chị còn đô la để đi CA thì đây cũng là một cái cơ hội để cho chị đi CA thêm, ok? Nếu chị chấp nhận là đầu tư, alright, đây cũng là một cái cơ hội để cho mình đi CA đó chị. Khi mà nó giảm, nó rớt te tư thì cũng là cơ hội tốt để cho mình mua vào, ok? Nếu chị còn đô la, nếu, và chị nhớ kỹ nha, nếu chị chấp nhận cái đô la này có thể bị mất đi, bị biến mất mà chị vẫn không sao, chị vẫn ok á, thì chị nên đi CA. Thấy chưa? Chứ còn mà nếu mà chị đem cái tiền sinh tử ra, tiền emergency ra, tiền mà chị đạp bánh chén với chị phải móc ra chị thường á, thì chị đừng nên đi CA. Tại vì lỡ chị đạp bánh chén, chị đem vô, chị bỏ vô thách là lỡ chị đạp bánh chén, tiền đâu chị thường, đúng không? Đó, cái ý em nói là như vậy đó. Tức là nếu chị có một cái số tiền dư giả, không cần đến nó, mất nó cũng không sao, dục qua cửa sổ cũng không sao, thì chị nên đi CA. Đó, cái ý em là như vậy đó. Em gợi ý với chị là như vậy đó, chứ em không kêu chị làm, em không xúi chị làm, ok? Em chỉ gợi ý với chị là như vậy. Dạ. Khi mà nó rớt như thế này cũng là cái cơ hội tốt để cho mình đi CA đó chị. Dạ. Đa số những cái ông triệu phú ông giàu là nhờ những cái lúc này nè, nhờ những cái lúc này nè, ông bỏ vô cái tới chừng nó xanh lại cái ông bán ra ông lời đó, vậy đó. Mấy ông triệu phú Mỹ đó, ông giàu là nhờ những cái lúc như thế này nè. Cái gì đây? Sung sướng tới mức nào để được tê tái, tê mà không bị tái, tái mà không bị tê? Alo anh Tom Nguyễn Arizona. Tê thì thường thường cái chữ tê nó đi chung với chữ tái anh ơi, chứ anh không có cơ hội tách rời ra được hai cái chữ này đâu anh. Cái chữ tê lúc nào nó cũng đi chung với cái chữ tái. Em đâu có biết đâu, thì em nghe tiếng Việt Nam nó vậy đó, tê tái together, ai đồng nổ. Cứ mỗi lần nghe chữ tê là phía sau nó có chữ tái. Thành ra anh mà muốn tách rời hai cái chữ này ra có bộ hơi khó đó nhé, đúng không quý vị? Tiếng Việt Nam của chúng ta nó hay có những cái chữ đi together, chợ búa hoài, chợ hình búa hoài. Tại sao nó chữ chợ được rồi có chữ búa vô trọng làm gì? Chữ tê cũng vậy, tê tái. Tại sao tê và tái together? I don't know. Good morning chị Cindy Lee đã đến từ Singapore nha. Hello anh Jin Tác gì đây nè. Mình mới nhận được visa đi định cư Mỹ.
qua test dịch định cư vui vui. Dạ chúc mừng anh chị nha, chúc mừng anh chị là đã nhận được cái visa để nhập cư, để nhập cảnh vào đất nước Mỹ. Đặc biệt là anh chị đã chọn tiểu bang Texas để định cư, một lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời, một lựa chọn có thể nói là very good. Chúc mừng anh chị đến đất nước Mỹ để có tương lai sự nghiệp nha. Cái gì, hello anh Johnny Nguyễn nha. Em chưa có mua đồng điện tử nào anh ơi. Dạ em còn bị cắn cái thằng Tesla thì em chưa có tiền để mua đồng điện tử nào anh ơi. Dạ anh hại não em nữa rồi. Dạ đúng rồi, chính xác. Tony ơi, lúc Du sung sướng Du có rên không vậy, hay Du nhắm mắt hưởng thụ cuộc đời? Trời ơi sao ông hỏi kỹ quá vậy? Ông hỏi gì mà ông hỏi cặn kẽ quá, ông hỏi quệt tẹt quá ông ơi. Vậy là bây giờ tôi hỏi ngược lại, cái lúc ông sung sướng ông có rên không? Ông sao tôi vậy đó, tôi ông giống nhau, phụ nam với phụ nam giống nhau, ông rên tôi rên, ông lim dim tôi lim dim, ông nhắm mắt ông hưởng thụ cuộc đời, tôi nhắm mắt tôi hưởng thụ cuộc đời, ai biết. Lúc đó tôi đâu, tôi không biết tôi là ai nữa, tôi đâu có nhớ đâu ông ơi, không biết đường đâu nhớ ông ơi. Vậy chứ giờ lúc đó ông có rên không vậy? Bây giờ alo chị Thúy Nguyễn nha. Alo anh Tuấn Bùi, good morning anh Tuấn Bùi. Trời ơi Tesla nó đang rớt mà ông hỏi tôi sung sướng có lim dim hay rên rỉ la làng la xóm, trời ơi mệt ông ghê vậy. Hello chị Út Mén, good morning chị Út Mén nha. Cái gì, Siêu Huynh ơi, em muốn nhờ anh một việc, nói với kẻ lừa đảo bên kinh doanh online được không? Không được đâu anh ơi, chị ơi, dạo này người ta lừa đảo ghê gớm lắm, là xì kem xì bem túi bụi hết. Cẩn thận của lửa bà con ơi, khi mà tình hình kinh tế nó bất ổn á, cuộc sống người dân nó luôn xô bu lộn xộn á, thì người ta nói bần cùng sẽ sinh đạo tặc đó. Đó là cái thời điểm này nè quý vị thấy không, thời điểm này nè, người dân người ta công ăn việc làm không có, tiền bạc không có, người ta sẽ sinh ra những cái tệ nạn xã hội. Đây là cái thời điểm nè. Lúc tôi sung sướng tôi la làng lên cho cả xóm nghe. Trời ơi ghê vậy, hèn gì xì tóc nó xuống. Dạ đúng rồi anh Tom ơi, dạ chính xác. Hello chị An Phạm nha. Good morning chị An Phạm nha. Tony cho mình hỏi, ở Cali làm tốt không? Có vài người nói về Cali cái gì cũng tốt lắm, tiền nhiều, an toàn đồ ăn, sang trọng của Việt Nam gì đó. Dạ anh Phương Thái ơi, thì tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người anh ơi. Dạ em cũng không biết đường mà rờ nó anh nha. Thì ví dụ đi, đối với những người đó thì người ta thấy California là thiên đàng. Đúng không? Thành ra người ta mới chia sẻ như vậy. Ok. Còn đối với tụi em thì tụi em thấy không có nơi nào là thiên đàng cả. Nơi nào chúng ta cũng phải đi làm vất vả gian nan, một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, ok, mới kiếm ra đồng đô la, ok. Nhưng mà một nơi thì nó dễ sống và một nơi nó dễ cho mình phát triển tương lai sự nghiệp. Mình nói như vậy mới là chính xác, ok. Tức là ví dụ nếu so sánh hiện tại bây giờ, at this moment, Cali, Texas, thì Texas nó dễ sống hơn, nó giúp cho quý vị dễ trở thành triệu phú hơn. Vì sao? Nghe kỹ nha, nói là phải có bằng chứng. Nhà cửa nó rẻ, vật giá nó rẻ, công ăn việc làm tràn lan đại hải. Quý vị có cơ hội làm chủ một căn nhà mới vừa cất lên, người ta gọi là an cư mới lập nghiệp, ok. Và nó thơm phức mùi nước sơn, right. Quý vị có tiền để về Việt Nam ăn Tết hàng năm, tại vì dư giả, ok. Và nó làm cho quý vị có tương lai trở thành triệu phú dễ dàng hơn ở California, alright. Chứ còn ngoài đó không có cái nơi nào mà ngồi không mà tiền vào hết. Thành ra tùy theo mỗi người, có những người mà người ta suy nghĩ, người ta chia sẻ với anh như vậy đó, là người ta có những cái suy nghĩ khác hơn tụi em. Em cũng không biết đường đâu mà rờ nữa anh nhé. Dạ. Alo chị Trinh Hồ, hello anh Vũ Quỳnh nha. Good morning anh chị Tròn Nguyễn. Cái gì đây, hai Tony còn giữ con xì tóc nào không vậy? Trời ơi em giữ một đống đây nè anh, em giữ một đống luôn nè anh ơi, nó đang rớt thiếu điều tôi á hả.
không có biết đường mà rờ luôn nè anh ơi. Trước đây tôi sống ở California, bây giờ tôi bỏ Cali đi tiểu bang khác 15 năm rồi. Cảm ơn chị Út Mén đã chia sẻ. Dạ. Và rốt cuộc rồi bây giờ chị thấy chị như thế nào? Nhà cao cửa rộng, an nhàn tự tại, tiền bạc rủng rỉnh đúng không? Chính xác chưa? Rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Bây giờ chị cảm thấy là cái quyết định cách đây 15 năm của chị là đúng đắn đúng không? Rõ ràng không? Chính xác không chị Út Mén? Bây giờ tình hình chị như thế nào nè? Tiền bạc rủng rỉnh, nhà cao cửa rộng nè, an nhàn tự tại nè đúng không? Không stress nhiều nè đúng không? Tại vì chị đã quyết định đúng đắn là bỏ Cali đi cách đây 15 năm. Chính xác chưa? À. Cái gì đây? Anh Tony nói chuyện hay. Cảm ơn anh Lợi Trần. Hello anh Bùi Trung, nay số lạ nó có gọi anh không vậy? Ngày nào tôi cũng bị cả chục cuộc số quảng cáo nó gọi hết anh ơi. Hello chị Ngọc Trinh nói cái gì vậy? Cha Sóc Trăng lúc sướng hay trợn hai con mắt lên lắm. Ồ vậy à? Kỳ gì? Sao tự nhiên đàn ông ở Sóc Trăng ngộ vậy trời? Tự nhiên lúc sung sướng á, người ta liêm diêm con mắt, người ta nhắm con mắt, thì cha Sóc Trăng lại trợn hai con mắt lên để làm gì? Mà sao chị Ngọc Trinh chị rành quá vậy chị? Chị ở Trà Vinh mà sao chị rành cha Sóc Trăng quá vậy? Chị rảnh quá ha, chị tìm hiểu cha Sóc Trăng không vậy? Ngộ vậy? Trời ơi! Ngọc Trinh ở Trà Vinh mà tìm hiểu cha Sóc Trăng quý vị. Nó là khi mà sung sướng cha Sóc Trăng trợn hai con mắt lên vậy nè. À ngộ vậy trời. Kỳ quá. Alo alo chị An Võ nha. Good morning chị Anh Khoa. Mình cũng bỏ Cali đi 8 năm rồi. Và cảm ơn chị Chu Lì Trần. Hôm nay đi xe xì tóc nào vậy? Dạ. Đây nè cho quý vị xem đây. Sáng giờ em chưa có đi CE Tesla. Hôm nay em quyết định là em không đi CE con Tesla một bữa. Xả xui. Hôm nay thứ sáu, không thèm đi CE nữa. Nhưng mà đây, hôm nay Tony Lê đã làm một cái việc. Cái việc này Tony Lê la làng lên cho mọi người biết nha. Okay. Đây, right here. Mới vô mua 100.000 bạc cổ phiếu Facebook sáng này. Mới vô mua 100.000 bạc cổ phiếu Facebook. Right here. Không có đi xe Tesla ngày hôm nay là tại vì ngày thứ sáu, alright, nó rớt quá. Bây giờ Tony Lê suy nghĩ, mày rớt hả? Kệ bà mày đi, bây giờ tao không chơi với mày ngày hôm nay, ok? Tao để yên đó, không động đậy tới nó. Nhưng lấy 100.000 qua mua cổ phiếu Facebook, ok? Hồi sáng này mới vô mua cổ phiếu Facebook rồi, chưa hết đâu quý vị. Đây, Tony Lê đi xe thêm cái thằng Palantir Technology. À, thấy chưa? Nó rớt xuống dưới 25 đô, Tony Lê mua thêm. Bây giờ thì Tony Lê đang sở hữu nó là gần 130.000, gần 5.000 xe. À thấy chưa? Right here. Cái thằng này nè. Đó là hồi sáng này Tony Lê mới làm. Chứ Tony Lê không có rớt vô cái thằng Tesla ngày hôm nay nữa. Xả xui nó một ngày, không động đậy tới nó, không làm gì nó. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu đúng không? Không động đậy tới thằng Tesla, kệ nó. Cuối tuần rồi, bỏ qua nó 24 tiếng hồ, không thèm nhìn tới nó, quên nó luôn. Nó rớt kệ hết chứ biết sao giờ. Lấy 100.000 bạc mua cổ phiếu Facebook. Dạ. Cái gì đây? Áo xanh vô chưa vậy? Dạ chưa thấy. Cái gì? Từ Texas qua chỗ anh Tony có xa không vậy? Anh ở Texas mà anh ở Texas là cái tiểu bang anh, còn anh ở cái thành phố nào nó là quan trọng nè. Là bây giờ anh nói như anh ở thành phố nào đi em mới biết đường trả lời anh. Chứ Texas là cái tiểu bang anh nha. Dạ. Hello hello chị Út Mén nha. Trước đây tôi ở Cali, tôi ở chung cư apartment. Hiện nay tôi có nhà 4 phòng ngủ, có nhà cho mướn, các con đi học đại học. Tôi là mẹ đơn thân mà tôi thành công như vậy. Đừng ham sống ở California. Chị Út Mén này chia sẻ rất là thật tình, rất là chân tình và rất là đúng, không cần phải chỉnh sửa. Nhờ như vậy mà chị có nhà để ở, có nhà cho mướn, con chị học thành tài, bác sĩ, kỹ sư. Cho dù chị là người mẹ đơn thân, một mình nuôi mấy đứa bé, hơn là chị bóc mấy đứa bé chị chạy khỏi Cali 15 năm trước đây. Chị hên á. Chứ nếu mà chị suy nghĩ là coi, nếu mà chị còn ở California 15 năm vừa qua, giờ này một căn nhà chị còn chưa có nữa, huống hồ gì mà có 2-3 căn để cho mướn.
đúng hay sai? Em nói đúng hay sai? Chị tự trả lời đi, bà con trả lời đi. Nếu chị Út Mén này mà 15 năm qua mà chị vẫn còn là người mẹ độc thân ở California nuôi mấy đứa bé đó, giờ một căn nhà chỉ còn chưa có nó huống hồ gì mà mấy căn cho mướn. Cái gì? Hello chị Lê Thẩm nha. A good morning Anna Lập Đàm. Em áo xanh vô chưa dậy chưa thấy. Tony ở Trà Vinh. Dạ đúng rồi anh Phi Nguyễn. Dạ em à, em ở Trà Vinh anh. Dạ. Quê em sinh ra và lớn lên ở Trà Vinh anh nha. Cái gì đây trời? Sao cái ông Bộ Trung này ông bình luận cái gì mà nó cứ bị xóa cái bình luận ông hoài vậy hả? Ông bình luận gì? Tony ơi, rồi chuyện gì nói đi ông, kêu tôi hoài mà không nói. Đêm qua tôi rên bị gì, bác trưởng thôn lại gõ cửa nhắc nhở. Cái gì vậy trời? Ông rên sao đến mức độ mà cái ông trưởng ấp trưởng thôn lại gõ cửa nhà ông nhắc nhở luôn vậy? Ông rên giữ gì ông? Trời ơi, mai mốt ông lấy cái gì ông ngậm vô miệng đi cho ông đừng có rên nữa ông ơi. Nửa đêm mà ông ở trong thôn, nghe cái chữ thôn là biết cái chỗ đó nó vắng vẻ, nó nhỏ rồi đúng không? À, 9-10 giờ đêm là nó im lìm lặng lẽ. Mà ông rên la làng la xóm lên như vậy, người ta lại người ta nhắc nhở là đúng rồi, ông còn la làng với tôi làm gì? Tưởng ông mét cái chuyện gì, ông mét cái chuyện đó, ông trưởng thôn, ông còn hiền á. Gặp tôi là tôi gõ cửa, tôi bắt ông đi ra đứng trước luôn, khổ phải làm gì luôn. Trời ơi, ông rên, ông ở trong cái thôn, người ta 6-7 giờ chiều là nó im lìm lặng lẽ. Ông ra la làng la xóm lên nửa đêm, everybody nghe, đúng rồi. Từ Dallas qua chỗ anh có xa không vậy? Khoảng 4 tiếng lái xe bạn Hiền ơi. Dạ, 4 tiếng lái xe nhé. Dạ, 4 tiếng lái xe. Từ Dallas chạy qua Houston khoảng 4 tiếng. Dạ. Người Việt Nam mình đi đâu cũng mánh mung đủ điều. Dạ, cảm ơn anh Ly Nguyễn. Dạ, thì mình phải nói là một số ít anh nhé. Dạ, thì có một số ít người thì người ta thích mánh mung, người ta thích là làm giàu nhanh, người ta thích lấy tiền dễ như trở bàn tay. Dạ, thì cũng có một số ít người như vậy, vẫn còn suy nghĩ cái kiểu như vậy khi mà ở trên cái đất nước Mỹ này. Tony đã thường hay chia sẻ, nước Mỹ này nó khôn lắm. Tony Lê ở Mỹ 35 năm, bị đá như trái banh bông, Tony Lê hiểu rành cái đất nước Mỹ này lắm. Nó khôn lắm, không ai ăn nó được một đồng bạc nào đâu. Đừng có suy nghĩ dễ ăn đất nước Mỹ, đừng có suy nghĩ dễ gạt đất nước Mỹ và lấy đô la của đất nước Mỹ. Quên đi cái điều đó quý vị. Quý vị đi làm chân chính đi, cho nó chắc ăn, ngủ ngon, đi không nhìn lại phía sau lưng, ok? Đi làm chân chính đó, tức là làm việc mà đàng hoàng, ok? Thì quý vị ăn ngon, ngủ ngon, đi không sợ người ta theo dõi, alright? Nhớ nha, đừng có suy nghĩ cách làm giàu nhanh. Cách làm giàu nhanh là như thế nào? Tìm hiểu video của Tony Lê, ok? Xem video của Tony Lê, ok? Chứ đừng có mà suy nghĩ gian lận chính phủ Mỹ, ok? Xem video của Tony Lê, quý vị vui vẻ yêu đời và tìm hiểu những cái thông tin hay để thay đổi cuộc đời. Chứ đừng có suy nghĩ gian lận đất nước Mỹ để làm giàu nhanh, không có đâu. Quên đi, ok? Thiệt á, Tony Lê đang nói nghiêm túc đó. Alo, chỗ quê hương Tony có trưởng thôn không vậy? Dạ không anh ơi, dạ. Thời buổi này có trưởng thôn, trưởng gì nó chắc là cái chỗ đó nó xa xôi hẻo lánh lắm á. Chứ còn Tony Lê ở ngay cái đầu chợ thành phố Trà Vinh mà đâu có ông trưởng thôn, trưởng gì đâu anh, trưởng ấp gì đâu anh. Dạ. Alo, hát karaoke như rên rỉ. Dạ, ok anh Bún Xà Rông nha. Cảm ơn anh Vĩnh Phúc Trần, hello chị Thanh Thanh nha. California có chỗ không mắc đâu. Dạ, cảm ơn chị Vivian. Có một số người Việt leo tường từ Mexico qua Mỹ. Dạ thì bây giờ có người Việt, người Trung Cộng đồ rầm rộ luôn anh nha. Dạ. Mình ở Cali không có dư tiền. Cannot save the money. Cảm ơn chị Cẩm Mỹ Lý nha. Dạ. Đừng bao giờ lừa đảo nước Mỹ. Chính xác anh Bùi Trung nha.
Ở đâu cũng vậy, anh Tony làm việc chân chính, tối ngủ khỏi phải mơ. Dạ đúng rồi bé Lùi nha, dạ chính xác 100%. Mình làm cái việc gì mà nó đàng hoàng, nó đúng theo luật pháp hiến pháp thì khi quý vị ăn ngủ, quý vị khỏi phải lo, khỏi phải lo người ta gõ cửa, khỏi phải lo người ta đi sau lưng rình rập quý vị nhớ nha. Alo, ông Bung Sà Rong, cái gì đây? Chào Tony đẹp trai, nhìn anh sao giống 18 tuổi quá vậy. Cảm ơn anh lạ là lên nha. Hôm nay anh hạ tuổi em xuống dữ vậy anh? Thách là nó đang rớt mà anh hạ tuổi em xuống ghê vậy anh? Cái gì đây? Mắt của anh đẹp quá Tony ơi. Vậy à, trời ơi, con mắt tôi không dám trợn trắng con mắt lên, tại vì hồi nãy chị Ngọc Trinh chị nói là trai sóc trăng khi mà phê á rên rỉ hay trợn con mắt, thành ra giờ tôi ráng tôi kiềm chế con mắt tôi nè, tôi đâu có trợn lên đâu, vậy mà nó đẹp á. Ok, hello anh Thiết Nguyễn nha. Good morning anh Thiết Nguyễn. Cách làm giàu nhanh là đánh số đề. Thôi ơi, bậy bạ con buông sờ đông số bậy không à, đánh số đề cho tan nhà nát cửa làm sao không. Đánh số đề là nó dính vô cái bà con với ông gì thằng thằng cờ bạc là bác thằng bằng, bác thằng bằng gì đó, đừng có số bậy ông ơi, đánh số đề tan nhà nát cửa đó đó đó. Alo anh Phương Phạm nha, good morning anh Phương Phạm. Bung Sà Rong sắp về Việt Nam nữa rồi. Dạ đúng rồi, chính xác anh Vũ Quỳnh ơi. Ông Bung Sà Rong này ông đi Việt Nam giống như đi chợ với năm ông đi 2 3 lần luôn. Báo cáo anh sáng nay tôi ăn xôi. Cảm ơn anh Bùi Chung. 123 bấm một cái like coi quý vị. Tôi này giới thiệu nhà tài trợ ngay coi. Trong thời gian Tony Lê giới thiệu nhà tài trợ, quý vị rảnh rỗi bấm like nhé. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Jewelry, số gọi là 281 495 4345. Mọi chi tiết xin quý vị alo anh Đức chủ tiệm vàng. Rồi 123 bấm một cái like cho áo màu đen và màu cam của Tony Lê ngày hôm nay. Áo đẹp rực rỡ như thế này mà cổ phiếu nó đỏ lè, trời ơi chán ghê vậy á. Hello chị Thảo Đăng nha. Vì sao và tại sao chúng ta gì vậy? Vì sao và tại sao lạ là chúng ta phải lên vậy? Trời ơi, thì ông bà mình có cái câu á, lâu lâu thì các ông cũng chán cơm thèm phở. Thì nhiều khi ông ăn cơm hoài, ông thấy phở thì ông nhảy dựng lên, đó là vậy đó. Hiểu chưa? Hiểu ý tôi nói chưa? Ông hỏi tôi sao tôi biết đường tôi trả lời. Ai cũng vậy đàn ông mà. Đúng không? Thấy lạ thì hay nhảy dựng lên lắm, vậy đó ngộ chứ. Tôi cũng không phải lệ. Tôi cũng hệt như các ông, thấy lạ lạ cái tôi nhảy dựng lên đó. Thành ra người ta có cái câu lạ là lên, lạ là lên, ba chữ l, lạ là lên, ba chữ l. Đàn ông mà thấy lạ tự nhiên nhảy dựng lên à, ăn cơm hoài cũng ngán, nhiều khi gặp bánh canh bún phở hủ tiếu nhảy dựng lên đòi ăn vậy đó, đúng hay sai? Tôi giải thích quá đúng đúng không? Tôi giải thích đúng quá, không có ông nào dám dám bình luận hết trơn. Cái gì đây? Qua Mỹ làm tài xế container lương cao không vậy Tony? Dạ nếu mà anh làm tài xế 18 bánh á thì lương cao anh nhé, nhưng mà anh phải học có cái bằng, có cái bằng lái xe 18 bánh. Ok rồi, là điều thứ nhất. Và anh phải chấp nhận lái đường dài là điều thứ hai. Anh lái xe 18 bánh mà anh lái trong local á thì lương nó cũng chẳng có bao nhiêu. Anh phải lái xuyên bang, anh lái đường dài thì anh lương mới cao. Nhưng đặc biệt một điều, nếu anh có vợ, có bạn gái, nguy hiểm lắm. Anh lái đường dài, có thể anh đi 1 tuần 2 tuần anh mới về một lần. Nếu anh có vợ, vợ anh ở nhà ngủ một mình trong phòng 1 tuần 2 tuần buồn lắm. Ok là điều thứ nhất. Nếu anh có bồ, bồ anh 2 3 tuần mới gặp anh một lần, coi chừng đi theo ông khác. Ok, thành ra anh phải cẩn thận của lửa anh nha. Dạ lái xe 18 bánh mà đi xuyên bang thì lương nó mới cao, nhưng mà anh đi như vậy 1 tuần lễ 2 tuần 3 tuần anh mới về một lần, gây cấn tình đời lắm anh ơi anh à. Em khuyên một điều, cẩn thận củi và lửa nha, cái gì cũng vậy. Tôi không ăn phở mà tôi thích ăn bánh mì. Ok anh muốn ăn cái gì cũng được. Cái gì thế là nó giữ hết tiền rồi, tiền đâu mà mua vàng vậy, thôi anh khỏi mua. Tony có nhà tài trợ lo gì, đi CE thoải mái.
Hồi sáng nay em quyết định em không đi xe, em mới nói với chị đó. Em mua 100 ngàn đồng bạc cổ phiếu Facebook, em để tôi đi đến mùa hè. Chấm hết, ai làm gì làm, tôi không biết gì hết. Tôi bỏ 100 ngàn đồng bạc vô ông Facebook. Tôi để tôi đi đến mùa hè, kiếm vé máy bay. That's it. À, cái gì? À, chú Bảy lấy 20 tỷ tiền thuế của dân cho công ty Intel. Dạ đúng rồi. Nhưng xì tóc của Intel vẫn không lên nổi. Anh xì tiếp. Cái tin này 2 ngày rồi anh. Em biết chứ, 48 tiếng đồng hồ rồi mà Intel nó cũng không có bắn lên được. Ok. Chú Bảy lấy 20 tỷ đô la, alright, hỗ trợ, viện trợ cho cái hãng, cái công ty Intel là về chip về này về nọ thì chia đó để sản xuất chip trong ba cái tiểu bang trên cái đất nước Mỹ này, alright. Nhưng mà rốt cuộc lại cái cổ phiếu Intel 48 tiếng đồng hồ vừa qua nó vẫn lận đận lao đao, chẳng có cái gì nó thay đổi sau khi cái thông tin này ra. Là hiểu rồi đó, là hiểu rồi đó. Tức là người dân Mỹ người ta chẳng để ý tới cái chuyện này. Các nhà đầu tư người ta không để ý tới cái chuyện này. Bây giờ ông bỏ vô 100 tỷ đi nữa, người ta cũng chẳng thèm đầu tư vô cái hãng Intel, công ty Intel sản xuất chip đó quý vị. Ok. Hello anh Đốt Nguyễn nha. Good morning anh Đốt Nguyễn nha. Hello anh Hùng quận 8. Good morning anh Hùng quận 8 nha. Con vợ nó đứng kế bên kìa. Không sao đâu anh Phi Đào Phú ơi, vợ em biết mà. Ở Việt Nam lái xe 18 bánh lương cũng cao. Dạ đúng rồi bé Lùi. Dạ. Ở bên Mỹ này lái xe 18 bánh mà xuyên bang á, thì lương nó cao. Còn lái local thì lương cũng chẳng có bao nhiêu. Ví dụ lái local là gì? Là quý vị đi giao hàng vòng thành phố nè. Vòng vòng cái thành phố mà quý vị đang sinh sống á, sáng đi chiều về á, gặp vợ á, thì lương nó chẳng có bao nhiêu. Dạ. Hello anh Thiết Nguyễn nha. Good morning anh Thiết Nguyễn. Chắc phải bán mấy con vịt DCA Tesla quá. Nhà anh bán vịt hả anh? Bán vịt quay hả? Hello anh Quy Ngọc. Hôm nay em thấy anh trắng lại rồi, đẹp trai như xưa. Dạ đúng rồi. Dạ em về Mỹ được 5 tuần lễ rồi, thành ra bây giờ em nhả nắng rồi, em không còn bị nắng ăn nữa, thành ra bây giờ em trắng lại rồi đó. Đúng rồi, anh nói đúng. Dạ em nhìn vô kiến em cũng thấy em trắng lại rồi. Cái lúc về Việt Nam thì em đi nắng xả vàng, đi phơi nắng xả vàng á, thành ra nó bị đen. Bây giờ thì nó trắng lại rồi. Dạ. Thằng bạn của tôi nó bị vợ ly dị vì nó làm tài xế. Cảm ơn anh Phiêu Nguyễn nha. Hello chị Thu Nguyễn. Tại vì á, khi mà mình làm tài xế á, mà mình lái xe 18 bánh á, đi xuyên bang á, thì mình phải xa nhà, xa vợ, xa con 2-3 tuần lễ hoặc là 1 tháng mới về một lần. Thì quý vị suy nghĩ thôi, tình yêu mà nó gọi là yêu cái gì đó, yêu xa đó, nó hồi hộp hơn là yêu gần. Ok. Yêu xa lúc nào nó cũng hồi hộp hơn là yêu gần, đúng không quý vị? Yêu gần còn chưa chắc ăn nó huống hồ gì yêu xa. Trước mặt mỗi ngày sờ sờ như thế này mà còn chưa giữ được nữa, huống hồ gì mà cách xa nhau rầm rộ 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần mới gặp lần, đúng không? Rõ ràng chưa? Ghê cấn tình đời lắm quý vị nhé. Hello anh Thiết Nguyễn nha. Đồng tiền xương lai cái gì đây? Xương lai là cái gì vậy anh đó Nguyễn? Đồng tiền xương lai là cái gì vậy? Cẩn thận ông hàng xóm nha anh. Cảm ơn anh Bung Xà Rông nha. Cái gì đây trời? Ý tôi nói là con vợ nó đứng kế bên, lúc đó gặp lạ có lên nổi không vậy? Dạ ai mà biết đâu anh, thì gì anh sao em vậy đó. Dạ Apple thua kiện gì? Dạ Apple nó bị ngày hôm qua em bán cái lúc nó 176 đô, bây giờ nó rớt xuống 171 đô hơn đó. Tony Lê đọc thông tin quảnh tù tì ngày 24 tiếng đồng hồ, cho nên vừa nghe là sáng là Bộ Tư pháp sẽ thưa kiện Apple. Tony Lê nhảy vô bán liền, bán cái lúc đó là Apple 176 đô, bây giờ nó rớt xuống còn 171-70 gì đó, ai đồng nữa. Nó bị thưa kiện anh ơi. Dạ nó bị thưa kiện, bị sợ bị Bộ Tư pháp Mỹ thưa kiện. Dạ. Cái gì đây? Alo, niềm vui từ tứ phương gì đây nè. Hello anh chị nhé. Dạ hôm nay Tony có hát không vậy?
Để em nhìn cổ phiếu coi nó đỏ hay nó xanh đó. Nó xanh thì em mới hát nổi, chứ nó đỏ em hát đâu có nổi đâu anh. Đỏ lè sao em hát nổi anh, trời ơi. Nó đỏ lè như thế này sao hát anh ơi anh à. Rồi hia. Sáng giờ thua 13.928 đô la. Sáng giờ thua 14.000 đồng bạc. Đường đâu rồi. Ok, 1-3 bấm 1 like quý vị ơi, trước khi Tony Lê đi xuống nha. Tony Lê cảm ơn quý vị cô chú bác rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái live stream này. Nếu thấy nó hay vui vẻ yêu đời cái gì đây. Anh nào lái máy bay của hãng Việt Nam có quốc tịch Mỹ thì cố gắng nhé. Trời ơi trời. Cảm ơn anh Hùng quận 8 nha. Good morning anh nha. Bấm 1 like và bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem nha. Cảm ơn chị Trang Võ. Have a good day. Thank you. Bye bye.